Huỳnh Như và Sơn Hiền lại được cùng bà con cập nhật thông tin nông nghiệp hữu ích trong bản tin 365 ngày chuyển động. Bản tin phát mỗi ngày trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng, vui buồn cùng nông dân, đặc biệt tìm hiểu và bắt nhịp với nông nghiệp hiện đại 4.0. Không biết bà con nông dân ở các vùng miền đang sản xuất và mua bán nông sản của mình như thế nào? Tôi và Sơn Hiền đã có một vài thông tin sau đây. Gần 1 triệu đồng một ký, trái phúc phụng tử đen dưới chân núi Lang Biang. Trái phúc phụng tử nhiều tính dược này còn có thể mở rộng diện tích giúp nông dân làm giàu. Đặc sản thịt nhái, đầu mùa giá cả 100.000 đồng một ký, người dân chỉ dần có tiền chưa chắc đã có ăn. Nuôi hưu bán nhung, tiền triệu mỗi ram vẫn không ế hàng. Hồng lên Đà Lạt, phóng sự về giá trị từ cây hoa hồng đến hồng trái tạo nên tên tuổi cho thành phố ngàn hoa. Kính thưa bà con và quý khán giả, ếch nhái là con vật quen thuộc với nông dân miền Tây. Khi mà Quỳnh Như nói đến vũ nữ chân dài, chắc là Sơn Hiền và quý khán giả cũng biết là khô gì rồi đúng không ạ? Nhái làm khô trở thành đặc sản quến khách đến với miền Tây và những nơi bà con nào biết phát huy giá trị thịt nhái. Quỳnh Như nghĩ ai ăn một lần cũng sẽ nhớ mãi hương vị thịt nhái đồng quê. Dân đúng vậy, khô nhái chiên giòn, chấm nước mắm ớt giòn rụm, nói thôi thì đã thèm rồi. Đó là một trong những món ngon ở miền Tây. Còn ở các tỉnh miền Trung như là Nghệ An thì trước đây nhái ít được nhiều người biết đến. Chỉ từ những năm gần đây, món thịt nhái mới được nhiều người ưa thích. Đặc biệt là hiện nay người dân miền núi, Nghệ An chuộng ăn vì là món ăn sạch, thơm ngon. Do nhu cầu thị trường tăng cho nên là thậm chí nhiều người có tiền muốn ăn cũng không có là vậy. Ngay sau những ngày Tết, nhái là một trong số những món ăn được nhiều người săn lùng nhất. Nhưng do hiện nay đang là thời điểm đầu mùa nên rất khan hiếm. Theo người dân, so với thị trường các năm thì năm nay giá thịt nhái tăng từ 10 đến 20%. Qua tìm hiểu được biết trên thị trường hiện nay, nhái tươi có giá 80.000 đồng một ký so với ngày thường chỉ 60.000 đồng. Nhái thương phẩm sau khi được làm sạch thì có giá 120.000 đồng một ký. Người dân ở Nghệ An cũng đợi đến đêm đi săn bắt nhái bán. Thời điểm giá cao cũng kiếm được vài trăm ngàn một đêm. Thời điểm này thì miền Tây chưa vào mùa mưa nên nhái cũng khá ít. Chính vì yếu tố hương vị đồng quê mà món ăn này làm cho những ai đã được thưởng thức một lần thì nhớ mãi. Anh Sơn Hiền có nghe đến trái phúc bồn tử chưa? Thường thì bà con ở Lâm Đồng và một vài nơi ở Tây Nguyên thì sẽ biết về loại trái này. Tôi có nghe, nhưng mà tôi không hình dung được là trái của nó như thế nào. Có giống với trái dâu tằm không? Đúng không Hình Như? Nếu vậy thì tôi nghĩ là chắc nhiều người cũng chưa biết hết về loại trái này đâu và cũng hay bị nhầm lẫn như là anh Sơn Hiền vậy đó. Sự nhầm lẫn là do phúc bồn tử ít được trồng đại trà. Hiện nay cây phúc bồn tử trồng nhiều ở Đà Lạt. Sau một thời gian dài nghiên cứu và thử nghiệm, công ty dâu rừng Lang Biang Ghép đã trồng đại trà cây phúc bồn tử đen thương phẩm trên 2,5 hectare nhà kính tại thôn Đăng Gia Rít B, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương của tỉnh Lâm Đồng. Trái phúc bồn tử không phải khí hậu nào cũng phát triển được, nên là việc trồng thành công trái cây này của công ty sẽ càng nâng giá trị của sản phẩm trên thị trường. Mời Sơn Hiền và bà con cùng quý khán giả tìm hiểu thêm về trái phúc bồn tử. Đến thời điểm ngày 19 tháng 2 năm 2019, công ty dâu rừng Lang Biang F bán trái phúc bồn tử đen hái tươi tại vườn là 900.000 đồng một ký. Bên cạnh đó, công ty này cũng đã chế biến tại chỗ sản phẩm rượu vang phúc bồn tử đen với giá 600.000 đồng một chai. Ngoài ra, còn có các sản phẩm nước cốt phúc bồn tử đen khác được bán 500.000 đồng một lít. Được biết, phúc bồn tử đen do công ty mua về từ châu Âu, sản xuất tại khu vực dưới chân núi Lang Biang thuộc thị trấn Lạc Dương nói trên từ gần 18 tháng qua, đạt tiêu chuẩn chứng nhận hữu cơ của Nhật Bản. Các công dụng của phúc bồn tử đen được ghi nhận trong các tài liệu khoa học như ngăn ngừa, làm chậm tăng trưởng bệnh ung thư, cải thiện chức năng não, trẻ hóa tế bào, tốt cho hệ tim mạch. Thưa bà con, trái phúc bồn tử còn được gọi là trái mâm xôi có hình dáng và màu sắc rất là giống với trái dâu tằm được trồng tại Việt Nam. Thân của cây phúc bồn tử thì manh dẻ và dẻo dai như là thân của cây dâu tằm. Trái phúc bồn tử mọc thành từng chùm ở trên thân, lá gần giống như là lá của dâu tằm nếu mà bạn chỉ nhìn thoáng qua. Với một vài đặc điểm trên thì bà con và quý khán giả có thể dễ nhầm lẫn giữa trái phúc bồn tử với trái dâu tằm. Dừng đúng vậy. Chúng ta đã có dịp tìm hiểu thêm về một loại trái cây giống ngoại được du nhập vào Việt Nam, giúp một số nhà vườn kiếm thu nhập khủng. Ở tỉnh Lâm Đồng cũng là nơi ươm dưỡng nhiều loại trái cây miền Tây cực ngon và cả những giống cây trái nhập ngoài lâu đời mà bây giờ trở thành thương hiệu của Đà Lạt.
đó là những loại nào. Tiểu mục nông nghiệp trên đường phát triển sẽ làm bật rõ nét đẹp và giá trị của nông sản tạo nên Đà Lạt. Bây giờ đến các tỉnh Đông Nam Bộ, tôi nghe nói ở đây bà con lập nghiệp từ hươu nai mà đời sống đã khấm khá lắm đó Huỳnh Như. Hươu nai đó chính là động vật hoang dã có sức đề kháng cao, vì vậy mà rất dễ chăm sóc nuôi dưỡng. Đây là một yếu tố thuận lợi để bà con làm kinh tế. Điều quan trọng là thị trường người tiêu dùng cần nhung của hươu nai, và thịt của chúng thì làm món ngon khó cưỡng, giá bán thì cũng rất cao. Nhiều yếu tố mà Huỳnh Như vừa nêu á, cho nên là bà con chọn nai hươu phát triển kinh tế, tôi cho là hợp thời. Mời bà con xem một vài thông tin sau đây. Trước kia người chăn nuôi hươu mỗi năm chỉ lấy được một lứa nhung, nhưng giờ đây họ đã có cách chăm sóc hươu để thu mỗi năm hai lứa, với mỗi cặp bình quân từ 600 gram đến 800 gram. Cá biệt hươu khỏe có thể cho lọc nặng đến 1,2 kg. Hàng năm mỗi con hươu đực sẽ cho thu hoạch nhung hai lần vào tháng 2, tháng 3, tháng 4 hoặc là tháng 8, tháng 9, tháng 10 âm lịch. Nhung bán ra thị trường với giá 1 triệu đồng một gram. Dù sản phẩm bán dễ, thị trường ổn định, giá cao, tuy nhiên vật nuôi này phải bỏ vốn đầu tư lớn. 10 con giống nhưng phải bỏ ra khoảng 200 triệu đồng, chưa kể chuồng trại. Hiện nay ở các tỉnh miền núi Trung Bộ thích hợp nhất với loại vật này. Ngoài ra còn mở rộng ra một số địa phương như Đồng Nai, Bình Phước. Một số bà con đã từng nuôi hươu nai chia sẻ, nuôi loài vật này đúng là không khó, công suất bỏ ra ít nhưng thu nhập cao. Nếu 6 con thì tiền bán nhung mỗi năm cũng thu về ngót nghét hơn 100 triệu đồng, chưa kể là bán thịt, bán giống. Vậy bà con nào có ý định nuôi cần tìm hiểu thêm về điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng có thích hợp không và nguồn vốn đầu tư là bao nhiêu cho phù hợp với mỗi hộ. Đặc biệt đầu ra sản phẩm phải ổn định. Chúc bà con thành công. Còn bây giờ là tình hình nuôi thủy sản ở Lâm Đồng. Với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng thường chỉ nghe hợp cho rau và hoa thì nuôi con thủy sản nào đang là được đầu tư ở đây? Để đa dạng cơ cấu sản xuất, nâng cao thu nhập trên mỗi đơn vị canh tác, nhiều nông hộ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã tập trung nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, diện tích nuôi trồng thủy sản trong toàn tỉnh là đạt 2.700 ha, tập trung chủ yếu tại các huyện Lạc Dương, Đam Rông, thành phố Đà Lạt. Trong đó, nuôi cá nước lạnh gồm cá tầm, cá hồi với diện tích là 50 ha, tăng 10 ha so với năm 2013. Hiện nhiều doanh nghiệp đã đến Lâm Đồng đầu tư phát triển cá nước lạnh với quy mô tương đối lớn. Với kỹ thuật đảm bảo, các doanh nghiệp nuôi cá nước lạnh đã cùng người dân ở các địa phương nâng cao đời sống, chuyển đổi cơ cấu sản xuất phù hợp với nghề nuôi cá nước lạnh. Chỉ riêng cá nước lạnh đầu tư bài bản, còn nhiều đối tượng thủy sản khác chưa được phát triển tương xứng. Bà con nông dân chủ yếu tận dụng các ao hồ, đập, công trình cấp nước phục vụ sản xuất để thả cá, chưa phát huy hết giá trị. Tỉnh Lâm Đồng đang tăng cường xúc tiến đầu tư sản xuất nông nghiệp ngày càng hiệu quả và căn cơ. Với chương trình xúc tiến đầu tư năm 2019, các dự án thuộc lĩnh vực nông lâm nghiệp được khuyến khích đầu tư là công nghệ sinh học, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chăn nuôi, nghiên cứu sản xuất, chế biến các loại nông sản chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu và định hướng phát triển sản xuất của địa phương. Theo đó, tỉnh Lâm Đồng sẽ tăng cường quảng bá giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư, triển khai các giải pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư. Bên cạnh đơn giản hóa các thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ những khó khăn để tạo điều kiện cho các dự án được chấp thuận đầu tư hoạt động có hiệu quả, tỉnh cũng rà soát và kiên quyết mạnh tay thu hồi các dự án không triển khai, các dự án chưa tuân thủ các cam kết, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định chung, nhằm tạo sự bình đẳng giữa các doanh nghiệp. Đến nay, tỉnh Lâm Đồng có khoảng 1.500 doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Trong đó có 77 doanh nghiệp FDI trong lĩnh vực nông nghiệp với tổng vốn đầu tư khoảng 267 triệu đô la Mỹ. Các dự án sản xuất giống rau trên địa bàn huyện Lâm Hà, dự án nhân giống hoa cao cấp. Hồng lên Đà Lạt, đây là tên phóng sự mà phóng viên 365 ngày chuyển động thực hiện. Tôi rất ấn tượng với từ hồng. Chắc có lẽ là Huỳnh Như cũng giống như tôi, khi mà nghe qua từ hồng thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến những cái gì mà vui vẻ và hạnh phúc, đúng không ạ? Nhưng mà cái từ biểu tượng màu hồng còn gắn liền với hai sản vật là đặc sản mà nông dân Lâm Đồng đã gắn bó. Đó chính là hoa hồng và trái hồng, thưa quý vị. Đà Lạt được thiên nhiên ưu ái cho nên là không chỉ sở hữu vẻ đẹp lung linh huyền ảo cho những thắng cảnh nổi tiếng, mà còn là vùng đất để trăm hoa đua nhau khoe sắc. Không chỉ vậy, Đà Lạt còn nổi danh bởi những đặc sản, trở thành những sản phẩm du lịch đặc trưng riêng có của thành phố Đà Lạt sau mọi chuyến du lịch của du khách.
nông dân đã phát huy giá trị này như thế nào? Mời bà con cùng xem phóng sự sau đây do phóng viên Minh Hiên và Trần Chí thực hiện. Trong hàng trăm ngàn loại hoa hiện hữu trên phố núi Đà Lạt, hoa hồng được ví là thiên sứ của các loại hoa. Trong đó, hoa hồng có nguồn gốc từ hoa hồng Pháp, được trồng sớm nhất khi đô thị nghỉ dưỡng Đà Lạt mới hình thành vào cuối thế kỷ 19. Và khi những cư dân đầu tiên ở các thành phố phía Bắc đến Đà Lạt lập nghiệp, nhiều loại hoa theo chân người di cư đến trú ngụ. Qua bàn tay cần cù lao động của nông dân, cây hoa hồng bám rễ và sinh sôi trên cao nguyên Lâm Viên. Và loại hoa này được trồng đầu tiên ở làng hoa Vạn Thành và sau đó phát triển rộng khắp trên địa bàn tỉnh, trở thành cây hoa chủ lực được nhiều nông dân gắn bó. Trải qua thời gian hình thành và phát triển, nông dân Đà Lạt đã nhanh chóng tiếp cận công nghệ cao, trồng hoa trong nhà kính, đồng thời chủ động lai tạo từ giống hoa hồng mới nhập từ nước ngoài với giống hoa hồng có trước đó, cho ra đời những giống hoa hồng mới, tạo ra lợi thế cạnh tranh khác biệt về sản phẩm hoa cắt cành trên thị trường trong và ngoài nước. Tôi làm đây cũng bông hồng đã mười mấy năm rồi. Nghề nghiệp thì làm bông hồng mà cũng trực thuộc sống ở làng hoa Hà Đông, mà cũng đem lại thu nhập ổn định cho gia đình. Mặc dù nó cũng không có hiệu quả gì lắm, nhưng so với lại làm cái lĩnh vực khác thì làm bông hồng cũng tương đối ổn định. Không chỉ nổi tiếng về hoa, Đà Lạt còn nổi tiếng về những đặc sản, trong đó phải kể đến hồng ăn trái. Trái hồng cũng du nhập và được bà con nông dân trồng ở Đà Lạt từ rất lâu. Hồng cho ăn trái bắt đầu từ tháng 5 đến hết tháng 12. Trái có thể được chế biến theo nhiều cách, ăn hồng giòn, hồng chín, hồng sấy khô, hồng dẻo. Trong 5 năm trở lại đây, trái hồng đã được một số doanh nghiệp, nông dân trên địa bàn Đà Lạt chế biến theo công nghệ Nhật Bản, với phương thức không cần sấy, chỉ với không khí và nắng trời. Những trái hồng Đà Lạt tươi ngon được treo thành vàng như thế này, cũng tự biến thành những trái hồng khô nâu, giữ được lượng đường trong quả và độ ngọt đậm đà, hương thơm tự nhiên, đặc biệt mềm dẻo và hơn nữa đảm bảo vệ sinh cho người sử dụng. Ông Trần Phú Lộc ở phường 3 thành phố Đà Lạt là người tiên phong học hỏi quy trình sấy hồng khô theo công nghệ Nhật Bản này. Và cho đến nay, doanh nghiệp của ông ngày càng mở rộng quy mô sản xuất với sản lượng hồng sấy khô khoảng 10 tấn một năm. Bây giờ muốn cái này thành công, thứ nhất là chúng ta phải khắc phục cái độ ẩm bằng cách là chúng ta bổ sung thêm máy móc thiết bị, là để trước khi mà đưa vào mà sản xuất, đưa vào treo thì và xử lý vô trùng thì chúng ta phải đưa vào chúng ta xử lý sơ bộ để nó khô bề mặt của trái hồng. Sau đó chúng ta đưa vô xử lý vô trùng và đem ra treo. Cái thứ hai là gặp những lúc mà theo cái dự báo thời tiết mà nếu những giai đoạn mưa nhiều thì chúng ta cũng không sản xuất, bởi vì những lúc như vậy thì hoàn toàn chúng ta sẽ bỏ. Cùng với trái hồng và hoa hồng, Đà Lạt còn rất nhiều loài hoa, trái cây đặc sản nổi tiếng khác cũng đã dần khẳng định được thương hiệu. Và điều đáng nói ở đây, những sản phẩm ấy đã trở thành sản phẩm chiếm được cảm tình của người dân và du khách. Quà đây mình thấy nó rất là đa dạng, nó có nhiều đặc sản của Đà Lạt như là có hồng treo. Mình muốn mua về để làm quà gì, cái hồng treo này nghe nói lâu rồi, nhưng mà ở đây thì thấy cái mẫu mã chất lượng thấy hợp vệ sinh, nhân viên thì hướng dẫn nhiệt tình, giải thích cặn kẽ nên mình cũng mua về để làm quà. Bằng tình yêu và đức tính cần cù, chắc chiêu trong lao động sản xuất, các thế hệ nông dân ở Đà Lạt tiếp nối luôn lựa chọn chắt lọc ươm mầm, đã không ngừng nghiên cứu tìm ra hướng đi mới cho các sản phẩm đặc hữu cây trồng của địa phương, góp phần tạo nên tên tuổi cho thành phố ngàn hoa này luôn được vang danh. Tôi lại có dịp nhắc đến vẻ đẹp của Đà Lạt, thiên nhiên đã quá ưu đãi cho Đà Lạt để vẻ đẹp lung linh huyền ảo của những thắng cảnh nổi tiếng với những trăm hoa đua nhau khoe sắc, hút hồn du khách mà còn quá nhiều đặc sản níu chân du khách. Và việc còn lại là người dân và địa phương phát huy giá trị của đặc sản của mình như thế nào mà thôi. Chúng tôi xin kết thúc 365 ngày chuyển động tại đây. Hẹn gặp lại bà con và quý khán giả trong bản tin ngày mai.